Xin chân mừng chào đón ông Francis, trưởng đại diện Hiệp hội táo Washington tại Mỹ, tới tham dự lễ khai trương cửa hàng trái cây Clever Food tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho biết thêm vào một vài con số về nhập khẩu trái cây vào Việt Nam năm 2016 và 2017 được không ạ? For the import of Washington apple to Vietnam, it could be continue to increase, but for the numbers that I can announce for the season of 2016, we have 1.3 million boxes of Washington apple import into Vietnam. And in 2017, we have a good year this year again, a sizable crop for the 2017 season. So we are looking forward to a big increase, probably 1.5 million boxes of Washington apple for 2017 season. Nhân dịp lễ khai trương hệ thống cửa hàng trái cây tươi Clever Food tại thành phố Hồ Chí Minh, ông có muốn chia sẻ hoặc nói điều gì với các khách hàng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh không ạ? As more and more Vietnamese consumer are looking for safe fruit to eat, I think Clever just command a good safety retail, and I think the Vietnamese consumer in Ho Chi Minh City will enjoy buying fresh fruit, especially Washington apple, from Clever Juice fruit shop in Ho Chi Minh City. So I congratulate the first store opening and many more to come.